Xin kính chào quý cô con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập những cơn sơ qua tình hình Bích Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý cô con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá Bích Thái thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mướp hôm nay thì vẫn chưa tăng mạnh trở lại được nữa quý bà con. Giá mướp trong một vài ngày trở lại đây thì đang xuống ở mức giá rất là thấp, có thể nói là thấp nhất khoảng từ 4-5 tháng trở lại đây. Thì tình hình giá mướp hiện nay đang thấp nhất, bà con nông dân mình đang thu hoạch ngay đợt này thì đang lỗ rất là nặng. Ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và bích chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và bích chợ là 1 đồng một ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và bích chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và bích chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và bích chợ là 1 đồng một ký. Hiện nay thì thương lái cũng đang mua mít xô rất là nhiều quý bà con. Kem mít Thái đang xuống thấp thì bà con nông dân mình cũng đang bán mít xô rất là nhiều. Ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp thì mít xô đang nằm mức giá đồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Khu vực Long An thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2 và mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Tây Ninh thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và mít chợ là 1 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều người giữ mít. Ở khu vực Đồng Nai hiện nay thì thương lái đang mua xô với mức giá đồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Khu vực Bình Phước hiện nay thì thương lái cũng đang mua xô với mức giá đồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 3, kem nhỏ là 2 và mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2 và mít chợ là 1 đồng một ký. Thương lái đang mua xô ở khu vực Vũng Tàu và khu vực Bình Dương thì đang có mức giá đồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký giá mít xô của quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít đẹp hay là xấu, và tùy theo từng hình thức mua có lái, mua xô hay là mua lựa mà giá có thể chênh lệch lên xuống.